Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình trên kênh Tâm Sáng Tattoo. Đây là một cái hình nhật lưu phượng hoàng kín tay hoa mẫu đơn anh em nhé. Thì mình đã xăm được mấy cái lông phượng với mấy cái lá rồi. Đây là cái quá trình mà mình đang vào màu hình bông hoa mẫu đơn. Ở đây thì về hình nhật lưu ấy, thì cái phong cách mình làm thì mình sẽ đi led màu vàng cho vùng hoa. Hoa này thì hoa mẫu đơn hoặc là hoa cúc thì mình sẽ đều sử dụng là led vàng hết anh em nhé. Đây là cái quá trình mà mình đang vào màu. Ở cái vị trí bông hoa này thì nó có một cái hình hơi mờ rồi ấy. Nhưng mà khi mình vào thì mình vẫn vào như bình thường thôi anh em ạ. Cái kỹ thuật vào màu thì mình chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Đó, anh em nào mà quên hoặc là anh em nào chưa biết ấy, thì anh em hãy để lại một bình luận ở phía dưới nhé. Tiến hành mình vào màu bột bông hoa thì anh em chú ý là chúng ta sẽ vào màu ở những cái vùng mà chúng ta sẽ cần vào màu tối trước anh em nhé. Có nghĩa là cái quá trình mà chúng ta thực hiện để vào màu một cái hình xăm bất kỳ là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vào màu tối trước. Vào màu tối ở vùng tối để chúng ta sẽ tạo hiệu ứng chiều sâu với lại. Khi mà chúng ta vào màu tối xong thì chúng ta chuyển sang màu sáng nó sẽ dễ đè hơn. Cái mực của màu sáng ấy thì nó sẽ dễ làm sạch hơn là mực của màu tối. Ví dụ như khi anh em sử dụng cái màu sáng trước và màu tối anh em vào sau thì cái mực của màu tối nó sẽ bị áp lên cái vùng mà màu sáng mà chúng ta đã sử dụng rồi, đã xăm rồi ấy. Thì nhìn cái hình xăm của chúng ta nó sẽ không được sạch và nó sẽ bị ám một chút màu của cái vùng tối kia này. Thì nó sẽ dẫn tới là không được đẹp. Hello anh em. Vậy là cuối cùng thì cái hình xăm ở đoạn dưới này đã xong rồi nhá. Đấy, đây là một hình xăm theo phong cách là nhật lưu màu phượng hoàng, mai sẽ tiếp tục làm lên trên. Đấy, anh em cảm thấy như nào? Giả dì đấy đúng không? Đây là phía mặt sau này, cái da này nó vẫn chưa lành hết đâu, mới bong được mấy hôm nó chưa lành hết. Ok luôn.